Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục du lịch Quảng Trị số 2 của tháng 4. Kính thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016 trở đi, nhiều chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không còn nữa, nên lượng du khách đến với Lao Bảo ngày càng giảm sút rõ rệt. Cùng với đó, du khách đi và đến Việt Nam và các nước trên hành lang kinh tế Đông Tây khi qua Lao Bảo cũng ít dừng chân ở Lao Bảo, trong khi thị trấn vùng biên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho một điểm dừng chân thú vị cho du khách. Trong định hướng phát triển du lịch của mình, thị trấn Lao Bảo đang tích cực mời gọi du khách dừng chân nơi thị trấn vùng biên này. Với lợi thế của một thị trấn nằm trong chuỗi đô thị tiểu vùng Mekong mở rộng, điểm đầu tiên trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây của tỉnh Quảng Trị, có cửa khẩu quốc tế, tuyến đường xuyên Á nối thông thương với các nước Đông Nam Á, thì Lao Bảo đầy đủ điều kiện để trở thành một điểm dừng thú vị đối với du khách từ Việt Nam đi các nước Lào, Thái Lan và ngược lại. Thì hiện nay thì về cơ sở hạ tầng của Lao Bảo đã đáp ứng được cái công tác về phát triển kinh tế cũng như du lịch, trong đó có cái hạ tầng đường giao thông, rồi các cái hạng mục về thương mại dịch vụ. Lao Bảo là có các cái siêu thị, rồi trung tâm thương mại và có các cái chuỗi khách sạn. Hiện nay thì Lao Bảo khoảng gần chục cái khách sạn đạt cái tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên và các cái nhà hàng dịch vụ để đáp ứng cái du khách đến tham quan rồi mua sắm tại khu kinh tế thương mại Lao Bảo. Đến Lao Bảo, du khách sẽ ghé thăm di tích nhà tù Lao Bảo, hay còn gọi là nhà đài Lao Bảo, nằm ở phía tây nam đường chính, cạnh sông Sê Pôn, thuộc địa bàn thôn Duy Tân, thị trấn Lao Bảo. Đến với di tích nhà tù Lao Bảo, du khách sẽ cảm nhận được giá trị của lịch sử, cũng như khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Về ẩm thực, du khách sẽ được thưởng thức món trâu lá trơn, được du khách thập phương biết đến và đánh giá là món ăn độc nhất vô nhị hiện nay trong làng ẩm thực Việt Nam tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhà hàng Thương Vườn tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, một trong những địa chỉ có món ăn khó quên này, nói là món trâu lá trơn, nhưng thực ra thì thịt trâu ở đây chế biến được nhiều món ngon. Thì đầu tiên thưởng thức thì thấy rất ngon và vì rất là hợp khẩu vị của người Quảng Trị. Chắc chắn là mọi người phải lên Hướng Hóa một chuyến để thưởng thức quán đặc sản của Hướng Hóa. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, du khách có thể thong dong đi dạo quanh bờ hồ hoặc ghé chợ chiều của các mẹ dân tộc ít người nằm trong khuôn viên trung tâm thương mại Lao Bảo. Ở đây, du khách sẽ được biết đến những sản vật của người bản địa trồng được và đặc biệt là có thể ngắm các thiếu nữ Lào đi chợ. Kết thúc một ngày tại thị trấn vùng biên Lao Bảo, du khách có thể chọn một địa chỉ thư giãn thú vị, đó là quán cà phê Huy An. Ở đây, du khách có thể vừa thưởng thức hương vị đậm đà của ly cà phê rang xay mang thương hiệu Khe Xanh, vừa ngắm nhìn thị trấn từ trên cao. Và đặc biệt thú vị, vào những đêm cuối tuần hay dịp lễ, du khách có thể vừa uống cà phê, vừa thưởng thức và tham gia giao lưu ca nhạc. Đối với cái Huy An thì một cái trong những cái địa điểm mà tổ chức âm nhạc hàng tuần, tức là vào tối thứ bảy hàng tuần thì sẽ có anh em trong ban nhạc của Huy An sẽ tổ chức và chơi những cái bản nhạc acoustic hoặc là những bản nhạc tiên chiến để cho phục vụ cho khách du lịch cũng như là bà con trên địa phương. Tức là sau một tuần làm việc vất vả thì nơi đây là cái nơi mà mọi người hội tụ về và giao lưu ca hát để vừa gắn chặt cái tình yêu thương lẫn nhau cũng như là để cho trên địa bàn này có một cái nơi để khi du khách đến đây cũng ghé thăm và tham gia giao lưu với bà con trên địa phương. Cái cảm giác đầu tiên tôi thấy rằng là một cái thị trấn xinh xắn, nó dễ thương,
ở cái vùng miền Tây của Quảng Trị. Cái cảm giác đầu tiên là tôi thấy rằng đây là cái cửa ngõ để Việt Nam và Quảng Trị đi với những nước đến các nước bạn khác, Lào, Thái Lan. Lao Bảo là một cái thị trấn đường biên thì phải biến Lao Bảo thành cửa ngõ, thành chỗ dừng chân của du khách khi từ Việt Nam, khi từ Quảng Trị qua nước bạn Lào, qua nước bạn Thái, vân vân. Và cũng là chỗ dừng chân của những du khách từ nước bạn vào. Phải biến thế nào chỗ đó, cái sự hiếu khách này, cái sự thân thiện này, và có những cái sản phẩm, không thể không có những sản phẩm được, những sản phẩm như thế nào đó để nó hút du lịch đến. Chỉ với một ngày đêm dừng chân tại Lao Bảo, khi rời đi, du khách sẽ lưu giữ nhiều ấn tượng về những nét riêng có của thị trấn vùng biên này. Bởi ngoài những di tích, ẩm thực, giải trí, Lao Bảo còn có hệ thống khách sạn đạt chuẩn, những con đường hoa giấy, hoa Osaka rực rỡ sắc màu, và hơn thế là sự mến khách của người Lao Bảo. 2 năm trở lại đây, khi chính sách miễn thuế bị cắt bỏ thì cả công ty gặp rất khó khăn, nhiều khó khăn trong cái vấn đề hoạt động kinh doanh, và tình hình kinh tế cũng đi xuống nên kéo theo cái lượng khách giảm rõ rệt. Khách sạn Đào Hùng với cơ sở tăng là 46 phòng và sức chứa của nhà hàng lên đến 1.200 khách thì đủ để phục vụ cho khách du lịch trong khoảng 10 đến 20 năm nữa. Thì về cơ sở hạ tầng như vậy, đường giao thông, điện chiếu sáng, rồi mặt bằng để thu hút kêu gọi các nhà đầu tư là Lao Bảo sẵn có. Và chúng tôi mong muốn rằng là hiện nay Lao Bảo đã có cái cơ sở hạ tầng về các cái chuỗi du lịch, thì mong muốn các cái nhà đầu tư sẽ đến Lao Bảo đầu tư các cái chuỗi về như là vui chơi giải trí, hoặc có một cái điểm để du lịch, và mong muốn các cái công ty lữ hành về du lịch để làm các cái tuyến du lịch đến với Lao Bảo. Bởi vì Lao Bảo là cách tỉnh Quảng Trị khoảng 80 km về phía tây của tỉnh Quảng Trị, và khi chúng ta đến Lao Bảo thì chúng ta qua các cái chuỗi du lịch như là cầu treo, rồi sân bay Tà Cơn, rồi làng Vây, suối La La, và đến Lao Bảo thì có nhà tù Lao Bảo. Đây là một cái điểm dân khá là thú vị, và có cái cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Thì chúng tôi mong muốn các cấp các ngành, đặc biệt là các công ty lữ hành và các nhà đầu tư đến quan tâm đến Lao Bảo để xây dựng các cái xây dựng Lao Bảo trở thành một cái thị trấn biên giới về phát triển kinh tế và du lịch. Kính thưa quý vị và các bạn, trên hành trình từ các nước Lào, Thái Lan, Myanmar vào Việt Nam qua cửa ngõ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, du khách hoàn toàn có thể dừng chân một lần ở thị trấn vùng biên Lao Bảo để trải nghiệm. Tuy nhiên, để Lao Bảo trở thành một điểm dừng thú vị đối với du khách trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, thị trấn Lao Bảo đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng các sản phẩm du lịch quy mô, có sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó, thị trấn Lao Bảo cũng cần liên kết với các doanh nghiệp lữ hành du lịch để kết nối, lựa chọn thị trấn Lao Bảo là điểm dừng khi thiết kế các tour du lịch. Và phần cuối của chuyên mục du lịch Quảng Trị kỳ này, mời quý vị cùng theo dõi thông tin về các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2019, 47 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị mùng 1 tháng 5 1972, mùng 1 tháng 5 2019. Theo đó, các hoạt động chính gồm 20 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2019, tại bờ Nam, di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình. 7 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2019, tại kỳ đài phía bắc cầu Hiền Lương, lễ thượng cờ thống nhất non sông. 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2019, tại bờ Nam, di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, lễ khánh thành công trình bảo tồn tôn tạo bờ Nam di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải. 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2019, tại bến đua thuyền bờ Bắc sông Hiền Lương, giải đua thuyền thống nhất non sông. Từ 19 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2019, tại bờ Bắc di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải sẽ diễn ra hội bài chòi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục du lịch Quảng Trị kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ này vào ngày 9 tháng 5.